6.300 máy đào tiền số đã được nhập khẩu về Việt Nam chỉ tính riêng trong 4 tháng đầu năm nay. Theo Tổng cục Hải quan, vì có cùng chung mã hàng hóa nhập khẩu với các thiết bị công nghệ khác, nên hải quan sẽ có nhiều biện pháp tăng cường kiểm tra trước khi thông quan. Máy xử lý dữ liệu tự động chủ yếu là nhập khẩu từ Trung Quốc và do Bitmain sản xuất. Chúng tôi sẽ xây dựng một cái danh mục cơ sở dữ liệu về mô tả đầy đủ chi tiết các thông tin đối với các cái mặt hàng máy xử lý dữ liệu tự động đào tiền ảo để không làm ảnh hưởng đến các cái mặt hàng mà được phép nhập khẩu khác. Chúng tôi sẽ kiến nghị bổ sung cái danh mục này vào cái danh mục mã số HS của Tổ chức Hải quan Thế giới để đưa cái mặt hàng máy xử lý dữ liệu tự động đào tiền ảo và có một cái mã số HS riêng. Với các doanh nghiệp cố tình khai báo sai tên hàng hóa, mục đích sử dụng thì sẽ bị xử phạt hành chính từ 50 đến 80 triệu đồng và bị buộc tái xuất thiết bị hoặc thậm chí bị khởi tố và xử lý hình sự. Cũng theo Tổng cục Hải quan, cần cấm nhập khẩu cả những linh kiện lắp ráp thiết bị đào tiền số. Kiến nghị là có cái biện pháp quản lý hoặc là cấm tạm dừng đối với các hoạt động sản xuất hoặc là lắp ráp đối với cái mặt hàng máy xử lý dữ liệu tự động, do là nếu như chúng ta không để tránh cái trường hợp doanh nghiệp lợi dụng nhập khẩu các linh kiện về để sản xuất lắp ráp thành phẩm sau đó lại đưa vào sử dụng. Đối với hàng chục ngàn máy đào tiền số đã được nhập khẩu và đang hoạt động tại Việt Nam thì Tổng cục Hải quan cho rằng để đảm bảo những thiết bị này không được dùng vào mục đích đào tiền số thì cần có sự vào cuộc của Ngân hàng Nhà nước, Cục An ninh Tiền tệ, Cảnh sát Phòng chống Công nghệ cao với những quy định và chế tài rõ ràng.